Mọi người đã biết đến hạt dổi rừng Tây Bắc chưa? Và đây, đây chính là em nó nha. Hạt dổi này làm gia vị món ăn hàng ngày của chúng ta. Mọi người chỉ cần ngửi thôi là có thể chảy cả nước miếng ra rồi. Vô cùng thơm luôn. Giá dùng thử cho mọi người, đây là túi 10 hạt 10.000. Túi này 30 hạt là 28.000. Còn đây là túi 50 hạt là chỉ có 45.000 thôi. Ngoài ra thì sẽ còn có một số các loại túi to hơn, đó là cái này. Cái đây là đóng gói 2 lạng rưỡi này. Túi này là đóng gói 5 lạng. Bác nào cần mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0868 184 777 để liên hệ đặt hàng trực tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.